nay mình làm bữa lễ 30/4 là để dung hòa, không còn quốc hận hay là ăn mừng nha. Đó là ngày kỷ niệm chung quốc nội hải ngoại. Khúc ruột thừa không phải là ruột thừa mà là một cái khối tài sản quý báu chất xám, sáu triệu trăm hiền mà cha thượng đế đã dày công gửi chúng ta ra hải ngoại suốt gần mấy chục năm nay. Chứ không phải gì không mà chúng ta đi khắp toàn cầu rồi, nó có lý do á. Thì giờ quý vị từ từ thấy rõ lý do rồi đó. Con cháu mình là những người nối kế tiếp sẽ lo cái nhiệm vụ chim hiền chắp cánh tung bay, phải không? Có mấy bài thơ mà xưa Đức Thầy cho nè, để mình đọc. Bữa nay mình ngồi đọc thơ khỏe cái ốc. Còn tự nói mệt ốc. Đọc thơ với ca rồi sướng khỏe. Ủa thơ đâu biến mất trên mặt thơ. Có bài này hay nè, Đức này của Đức Thầy nha. Lóc cóc rồi bố đọc nữa, để cho ông đọc. Đây thế bộ lên mạng nhiều rồi, cho ông đọc bài này nè, ông khoái bài này. Thơ của Đức Thầy Tây An. Là ngài là biết ngài nói như thế, đọc như thế này. Lóc cóc nghe thằng nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tù, sau lại đi tu, ăn chay ròng rã từ năm con mạ đến năm con mùi, vờ chày ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng. Nó đói mình no, nó lo mình sướng, sự đời khó tưởng, tù sướng hơn ai, tù mà sướng hơn ai, hỏi ai thắng ai rồi cười vỡ bụng, ai khen ai than nghèo túng, ai xin tiền tù, ai khôn ai ngu giờ đây đã rõ. Màu vàng màu đỏ ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước, vàng được đỏ thua. Vàng vừa lên giá từ năm con mã sùm năm con mùi, bỡ lũ còng ơi ra hàng gấp, miền Nam núi sập rắn nở rồng bay, hết đời tụi bay mà sao không biết, trời tru đất diệt tàn hết nay mai. Máu đỏ miền Tây từng biên châu đốc, ai khóc ai cười, ai người ai khỉ, ai ma ai quỷ đã rõ trắng đen, ai khổ bao phen bây giờ sung sướng, có công thì được thưởng, có tội phải trừng. Cuối kỷ 20 không còn cộng sản, chỉ còn tư bản mới biết rõ ràng ai thua ai thắng. Đó là cái bài là của Đức là ngày lóc cóc á, tức là nghe đây. Sư phụ chỉ đọc có một câu thôi là cờ vàng cờ đỏ là đủ ăn tiền rồi, phải không? Mà ông đọc nguyên bài luôn, hay thiệt. Cái lóc cóc á thì tức là giống như là thằng ngọn rồi đấy. Lóc cóc là nghe đây. Nghe thằng nói dốc, thằng Việt nói dốc là thằng Việt cộng nó nói dốc, mang thân đi học rồi là đi tù. Nó nói mà sĩ quan cấp tả cấp ủy mang 10 ngày lương đi ăn thôi, còn binh sĩ cấp ủy nhỏ thì 10 ngày, ba ngày, còn bên kia ấy thôi. Ngay thằng nó dốc đó thì mới mang thân đi học, là mang thân đi học là tưởng là vô học tập cải tạo, nhưng mà đâu phải, mang thân đi học sau lại đi tù. Nó đâu có đi học hết 10 ngày rồi nó nhột rồi sau lại đi tù. Là bởi vì vô đó đó chỉ có ăn cơm và muối không à, cơm mà đâu có, rau rặng là thành là đi tù rồi. Sau lại đi tù, ăn chay ròng rã từ năm con mạ đến năm con mùi, tức là ăn chay là muối và rau đại khái từ năm con mạ, tức là năm con ngựa đó, mão ngựa đến năm con mùi. Thì lúc đó đó vờ chày ngược xuôi đấy, vờ ở Trung Nam á, nó đưa mình ra Bắc rồi, thì vờ chày ngược xuôi, chày trước chày sau, bản đồ bản đạc á, vờ chày ngược xuôi mang ra đồ mặn, tức là mấy lâu nay ăn chay rồi thì bây giờ vờ ở Trung Nam á mang đồ ra, tức là đồ mặn đấy đó. Lúc nãy thì thế thì đã thắng, mình nó cũng đói, là Việt Cộng nó cũng đói lắm à, nhưng mà mình đã có Trung Nam vờ mang đồ ra tiếp tế, nó đói mình no, nó lo mình sướng. Tại sao nó lo? Lúc đó là thằng Tàu đương cho bài học thứ nhất ở biên giới, nó đánh thằng Việt Cộng, tức là lúc đó là mình
nó lo mình bây giờ có vợ tiếp tế rồi, là ăn uống ngồi trong nhà thôi, nó lo là tụi tao nó sẽ đánh nó. Nó lo mình sướng, sự đời khó tưởng, tù sướng hơn gai. À, lúc đó là mình là tù, tù mình là sướng hơn gai là cái tù đó. Tù sướng hơn gai. Hỏi ai thắng ai rồi cười vỡ bụng. À, ai khen, ai than nghèo túng, ai xin tiền tù. Ban đêm đó, lúc mà mình đã có ở trong Nam đồ gửi ra rồi á, thì nó xét, nó biết là mình có nhiều quá, nào là đằng cây này. À, nào là đủ thứ, mấy cái lập xưởng á, nó nói đằng cây mà ở đây có điện rồi mà từng đằng cây làm cái gì đó, ngu đến đâu đó hả? Ờ, đó là đằng lập xưởng mà tướng đằng cây. Ờ, đằng cây. À, có ngộ có tiền, ta có tiền tưởng mà. Đâu cái lượt cà phê gọi tiền là trong mấy cái kèo nút ga đó thì bỏ rồi nó phải cảm phá ra thì nó biết mình có tiền, thấy nó ban đêm nó đi gác á, hay là nó đi nó gõ cửa này. Là ai xem thang nghèo túng đó, à, tôi nhà nghèo quá, thằng con nó bị bệnh á, ai xin tiền tù đó thì lúc đó thì thôi tụi anh có để cho tụi tôi xin ít á, để mình về nuôi vợ con đó, là Đức Phật thầy Tây An ngài tại như vậy đó. Ai thang nghèo túng, ai xin tiền tù, ai khôn ai ngu giờ đây đã rõ, màu vàng màu đỏ ai nợ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng là treo khắp nước, vàng được đỏ thua đó. Lúc đó trong đó ở trong Nam á, vàng vừa lên giá từ năm con mã sùm năm con mùi đó, thì cái việc mà ở ngoài đời trong vàng lên vàng xuống thì do thằng về còn đấy thôi, chúng tôi không biết cái chuyện đó. Từ năm con mùi bỡ lụ còn ơi ra hàng gấp đó, là bởi vì miền Nam núi sập rắn nổ rồng bay, tức là lên trên miền Châu Đốc á, Châu Đốc á, không biết cái thời gian đó làm sao mà có cái núi nó vỡ ra và rắn nó nở ra thì có rồng nó bay lên. Thì mình cái đó là cũng chứ vị biết là mình cũng biết ngay Đức Phật Thầy Giang dặn như vậy. Miền Nam núi sập rắn nợ rồng bay, hết đời tụi bay mà sao cũng biết, trời tru đất diệt tàn hết nay mai. Đó là giai đoạn này nè, đó là trời tru đất diệt nó đó. Mão độ miền Tây tình biên Châu Đốc, ai khóc ai cười ai người ai khỉ đó, là lúc đó là thằng Campuchia đó, đó nó đứng đánh. Và cái giai đoạn này này, cái giai đoạn mà cuối cùng này á, thằng Campuchia là thằng còn tàu đó, nó sẽ điều đồng tụi kia nó quá đánh thằng Việt Cộng đó, thành ra nó là rất là tử bề mà nó thọ địch đó. Miền Nam núi sập rắn nở rồng bay, hết đời tụi bay mà sao không biết, trời tru đất diệt tàn hết nay mai. Mão độ miền Tây tận biên Châu Đốc, ai khóc ai cười ai người ai khỉ, ai ma ai quỷ là rõ chẳng đen, ai khổ bao phen bây giờ sung sướng. Đó tức là những cái người tù đó lúc trước bị nó hành hạ khổ rồi, bây giờ sung sướng đi qua đây thì cũng nhờ nước Mỹ là cái quê hương thứ hai đỡ đần mình, bây giờ sung sướng. Cái câu của ngài Phản này, có công thì được thưởng, tức là mình bảo vệ đất nước, lúc trước mình cũng bảo vệ đất nước mình khỏi ngoài xâm đó, còn cái nó là có công thì được thưởng đó, tức là anh em của mình đây này, thành phần quốc gia này, có tội phải trừng, tức là mấy thằng Việt Cộng đó đem đất nước bán, bởi vì trong nhà có cái rổ trứng gà mà để cho rắn rít rồi bê hết cả rồi thì quá đất nước đó. Bây giờ Hoàng Sa Trường Sa thì mấy cái đảo rồi lãnh thổ nó bán hết đó, tức là nó có tội đó, thì lúc này giai đoạn này nó phải bị trừng phạt, cái nó đều không thoát được. Mà quý vị hôm nay đó, đấy là biết thế nào nó cũng bị trừng phạt thôi. Có công được là thượng, có tội phải trừng. Thế kỷ 20 còn cộng sản thì còn cơ bản biết rõ ràng ai số ai thắng đó thôi. Bây giờ thế kỷ này rồi, bây giờ cuối kỷ 20 rồi, qua đầu 21 rồi thì không còn thằng cộng sản nữa, bởi vì trên bị trừng trị rồi thì cộng sản không còn. Anh quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe, và một ngày nào đó thì mình cũng có rồng hồ mình rồi thì mình cứ đi về đất nước mình mà xây dựng quê hương. Ở cái đất nước này á, chỉ là tạm dung thôi, nó yên lành giai đoạn thôi. Một ngày nào đó thì bởi vì gây cái nhân nào thì cái quả đó, thấy không? Thành ra mình cũng cầu cho như sáng nay á, thái tử cầu nguyện cho đất nước Mỹ được an lành đó, nhưng mà có tội thì gây nhân nào á, thì có cái oán đó đó, cũng có đối với người Việt mình á, trước đó thấy không? À, cũng lộn xộn cùng gió Mỹ nó nắm vào. Bây giờ bố nói cái vụ mà Đức Thầy mất tích 530 mấy, bố đã học cải tạo 1975-76,
thì làm sao nói chuyện Đức Thầy, làm cho Hòa Hảo người ta confused á. Hãy giải thích. Ở trong cái giai đoạn mà làm sao mà tiếp xúc được Thầy hàng ngày được phải không? Mà nãy giờ ông nói là giống Đức Thầy về ở tù chung nhỏng. Ở trong tù á, khổ quá thì quý vị nghĩ sao? Cầu ai? Mình cầu trời thôi chứ gì? Không là khi mà mình khổ quá, trời ơi, phải không? À, trời đất ơi, nó đã khổ quá. Nhưng mà lúc sung sướng á, thì nhiều khi quên. Đó, nhiều khi quên bởi vì đến vượt biên á, từ Việt Nam mà đi ra biển, rồi đi qua đấy, bị sóng gió. Trời ơi, cứu con chú qua khỏi cái tai nạn này, con đến chỗ miền đất hứa thì con sẽ phục vụ lại. Nhưng mà qua bên này sướng quá, nhiều khi quên luôn. Đó. Cho nên á, ở trung tù á, thì anh em con cầu cứu ai nữa, đêm niệm Phật và cầu xin ơn trên chỉ đường cho chúng con có một thấy một cái con đường ánh sáng ở trước cuối đường hầm. Thì các vị mà ở cao đài đó, Hòa Hảo hồi đó bây giờ chỉ có cách mà liên lạc được á, thì mình phải cầu cơ. Đó là lúc đó là anh em bày ra cầu cơ. Thì lúc mà cầu cơ thì gửi nhiều vị đó, từ cái vị mà nhỏ nhất thì là bên có cái ở ngoài thì có ông thần ba sao gọi là thần tâm tin. Bây giờ ông khi mà ông đã nói chuyện với tù nhân rồi thì ông được ơn trên ban cho cái ơn phước. Bây giờ ông ngài lên tu ở trên trời á, và chức của ngài bây giờ là tam tinh thường thánh. Tam tinh là ba sao, là cái trại tù ba sao ở miền Bắc đó, ở Hà Nam Ninh đó. Đó cái chỗ nó là giam đùm đùn đó. Đó là ở trại tù ba sao. Thì lúc mà đã được ơn trên mà chỉ dạo rồi á, thì bây giờ cầu cơ thì các ngài cứ từ từ xuất hiện. Thì xin kể lại, trong đó có cô Thanh Nga, mà do Đức Cụ Trăng Nhỏ là học trò của Đức Thánh Tràng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngài cứ lâu lâu ngài tới, mà trời miền Bắc á, gần Tết rồi nó lạnh lắm, mà đói thì ngài giảng cơ hàng ngày. Mỗi tối là vô một cái là ngài giảng cơ, mà ngài vỗ về mình như là người mẹ mà rất là thương con. Đó, thì hôm đó ngài nói thôi bây giờ để thầy đi vô Trung Nam á, thấy không? Thầy mời một cô ca sĩ, thấy không? Về ra để mà ca cho cả con nghe. Thì cơ chỉ một tỷ sao á, thì cơ lên á, em là Thanh Nga đây. Đó là cô ca sĩ Thanh Nga. Đó thì có hỏi han gì một thời gian thì cô cũng sinh hoạt, thì có một bữa cô hát cho một bài, cô nói thôi để em hát một bài để cho các anh nghe. Và cái bài này á, thì tôi chỉ nhớ một đoạn thôi, nhưng mà bây giờ cũng kể lại nhân tiện nó theo tự nhắc lại thì tôi xin kể lại một ít. Cái đại khái cái bài của cô giữa thế này, cô có nhìn cái cảnh á sinh hoạt ở trong trại tu á, cô làm một cái bài ca, bài nó như thế này: gió đêm nay lạnh cho lòng em thêm nát tan, thương anh trốn lao tù bao năm tháng đọa đày, toàn dân trong ngóng mong anh yêu, ước mong sum họp giữa lòng quê hương vẻ vàng. Còn pin không? Trên cục pin nữa này hết pin. Có việc như vậy thì mình mới hỏi người ta, mấy người biết cá vùng cổ thì cá ra hồi nói là cứ cá như vậy đó. Rồi mới cái câu đằng sau này: trời thế kỷ 20 mà tưởng như thời trung cổ, còn gánh phân người và còn ngửa cổ thấy trâu. Đó, tức là bài này á, có nhìn xuống dưới á, những cái đoàn thanh niên mà lúc đó mình còn trẻ thôi, nhưng mà nó bắt á, buổi sáng á, bốn người kéo một cái cày, sau hai người đẩy đấy, còn ngựa cổ mà kéo cày mà thay trâu đó. Rồi,
đó cái đoạn sau thì lại quên, bởi vì lúc đó trong trong tù đâu có dạy buộc gì mà biết nhớ được bao nhiêu giờ đây sau năm tháng đó lỡ cái cả chỉ còn nhớ bao nhiêu thôi. Rồi còn bài vừa có đọc bài này nó đi bài gì, đang thuê là ông này cũng nhớ nhiều lắm, tự giờ ông già ông quên đó. Nó cũng sắp đi vậy gì bài gì này? Của bài đó của ai quên quên hình ngoài Phan Đình Phùng á. Còn Bin không? Anh em lẽ ra thay giùm. Rượu nồng cạn chén đã chia tay, tái ngộ không nhìn thấy. Tái ngộ rồi đây sẽ có ngày. Trời đeo kiếm đen kiểu vậy, đeo kiếm trắng vô, kiếm trắng không đâu rồi. Để đeo kiếm đen mà đọc thơ chết rồi. Hello. Ok rồi. Này bố phải làm gì nè? Xài iPhone nó thúc. Đúng à, cái tay nó bung ra vậy nó mới chữ bự. Ừ. Thế nhưng mà lại hai tay mình bỏ ra gì á chữ nó bự hơn, dễ đọc không? Cộng với tiếng đen nữa sao thấy. Rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày sum họp một nhà trên đất mẹ, hân hoan tạm biệt chốn trời Tây. Tức là đây cái câu đầu này, đây là bài này của cụ Trần Nhã, của cụ Thánh Tràng Phan Đình Phùng, cụ bút hiệu của cụ Tùng La đó, cụ viết cái bài này. Cái đoạn đầu là mình sẽ chia tay ở cái đất nước này để mình về là dừng lại quê hương, hân hoan tạm biệt chốn trời Tây đó. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đắng đêm mạng tôi đang trùng, biết ai mà chỉ đường dùng, thấy trao ngọn nến xanh xăm làm lộ ra tiếng sấm nổ sơn hà biển động, thôi từng thất tưởng trừng trì lòng sáng ha. Thôi chịu quá thôi. Có người ngồi đây mở cho ông. Chừng nào thất tưởng lộ ra là bữa nay là khẩn cấp là chừng không có chuẩn bị không? Đó mới nước nhà an yên, thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mắng mọi từ lâu, thất sơn bảy núi nhiễm màu, quá giang long hiện trên bầu trời nam, binh rần rộ núi sam núi sập, binh dậy nền rền vang tiếng trời Tây, trời đông núi mù châu mày giật mình hợp lại anh tài ra quân, trời nam vẫn vang rừng nam bộ, trời bắc rừng rộ khóc than, đông tây nam bắc quy đàn, thiên ảnh đảo vàng lộ rõ thiên cơ, sấm sài nổ khắp miền nam độ, miền bắc châu lâm khổ trúc quốc trung, hạ lào sấm nổ âm âm, miền trung hỗn độn nhập bầm tấm can, miền nam bị miên sang xâm lấn,
bắt trúng ram ngam như rắn mất đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bạc đỏ rồng đầu nay mai. Bình từng giấc đổi thay tất cả, đổi thay tất cả. Đồng bào ơi, hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thần sẽ mua hạnh phúc đến gần ở dân. Bài này sao bố không giải đi, mục đích là bố giải nha. Nghĩa là miền bây giờ sắp xâm lấn. Sắm cơ đó, nó có bài xảy ra ngay cái thời điểm nào, tuần nào, tháng nào. Mấy vị không bao giờ nói tiên tri mà cho ngày cho tháng nào quý vị. Còn sư phụ nói là trúng 80-90%, 20% là đó ở trên cái bệ đó, quyết định đó. Thế còn như vậy là quá đủ cho nhân sinh chúng ta được để mà né với tránh rồi. Ở đây cứ nói cái câu là thất tướng chừng quỷ lộng sân hà, chừng nào thất tướng lộ ra. Thất tướng là gì biết không? Hả? Quân khu 7 hả? Bảy nước. Trời, nếu quân khu 7 mà nổi loạn đã. Thất tướng lộ ra tức đâu biết là quân khu 7. Còn lại 7 nước á. 7 nữa hả? Nó súng đại đó. Hay là 7 ông tướng? Nó bệnh. Bây giờ bệnh có 7 ông tướng nào bất mãn như bất trọng. Đấy là 7 nước á. 7 nước hả? Ok, 7 nước. Bây giờ đóng đón 77 cái thằng Việt Cộng đó. Ở đây mình đọc giữa có mấy gì ở ngoài đó. Để cho các bác này qua đi. Mấy bác này không có thích nghe sấm cơ. À, cứ tự nhiên đi về. Con chỉ nói giỡn là bắt má đi lẹ lẹ giùm con. Cho vậy mà cũng đứng nó nói chuyện lạnh. Khổ quá. Có nghe chị muốn gặp Phật không á? Không có muốn gặp người nữa không? Phật đi rồi cái cũng bỏ mình đi. Bài này nó liên quan với cái đạo thiên tâm của mình. Đâu rồi ta? Ôi sao giờ bố không nhớ bài thơ nào gì đó nhiều lắm mà. Có cái bài dường như là bài Cò Bay. Cò Bay là đây. Cò Bay hả? Cò Bay đọc đi, đọc Cò Bay. Cò Bay thì mặc Cò Bay, phải lo dự trứng đừng say nhìn cò. Đem về ấp với trứng gà nở ra một nơi. Quên rồi. Đem về ấp với trứng gà nở ra một giống ác tà tính anh. Ổ kêu Nam đảo lữ hành, gà vừa gãy sáng hãy nhanh quay về. Khi giữ nhà quá chẳng che, để cho rặn rết vào bê trứng gà. À, cái bài đó là hồi nãy đó, đó. Tức là Cò Bay thì mặc Cò Bay, người ta có nói gì mặc kệ nó, thấy không? Nó có tạo dựng đó, nhưng mà mình đừng phải lo dự trứng, đừng có say nhìn cò. Mình giữ cái tâm niệm của mình chứ đừng có ngay nó nói là mình thế này thế nọ, mình đừng có theo nó. Phải lo dự trứng, lo cái ý chí, cái tinh thần của mình. Phải lo dự trứng, đừng say nhìn cò. Để đem về ấp với trứng gà, tức là cái ý tưởng mà cái tinh thần mà vì quốc á, yêu nước cái nòi đó, thấy không? Rồi mình
mình hòa hợp lại với nhau, lo giữ đứng đường xa nhìn khó không à, ổ kêu Nam đảo lữ hành và với sẵn người tranh quê về thì cười ba đó là hồi nãy rồi đó. Ủa cái bài nắng hè đỏ cả đồng thao á, nhớ không? À, bài này á là bài này có đồng thao bài, khiến đoàn như một khoảng bài, gốc lên. Bài này á là của xung quanh cành lá xum xuê. Bài này á là của Đức Thánh Mẫu ở Đà Nẵng. Hôm đó thì cụ cầu thì có cái thằng đệ tử á là theo hầu ông Thổ Địa thì nó nói có sư cô đứng ngồi ở dưới đèn á, cũng đẹp lắm. Không? Thì bây giờ các chủ mời cô ra đi nói chuyện thì cô nói là hỏi gặp ai bên cô ngoại là thời sự đó thế nào không á, thì cô nói là cô không biết nhưng mà cô có sư mẫu đứng tu ở núi Ngũ Hành để mời sư mẫu ra để nói chuyện. Thì sư mẫu mới tả cái tình cảnh này: nắng hè đỏ cả đồng thau khiến đoàn du mục ẩn vào gốc lê. Đó, nắng hè tức là cái mùa hè năm 75 đó, khoảng tháng 6 tháng 7 là cái tháng hè là đỏ cả đồng thau, nắng hè mà nóng mà đến đỏ cả đồng thau tức là bị cái nạn mà cộng sản nó xâm lấn đó, thì khiến đoàn du mục ẩn vào gốc lê. Đoàn du mục tức là những người quân cảnh chỉnh Việt Nam Cộng Hòa ẩn vào gốc lê, tức là phải tạm thời đi vô tụi Việt Cộng á, tụi gốc lê tức là gốc Mác Lênin đó, nó đưa mình vô đó để ở tù để nhốt á. Khiến đoàn du mục ẩn vào gốc lê, chung quanh cây lá xung xuê, thế mà thiếu nước thảm thê đoàn người. Cái đảng cộng sản là Mác Lênin á, nó quảng cáo dữ lắm, nào là thiên đường cộng sản rồi gì đó. Đó, xung quanh thì cây lá xung xuê nhưng mà thiếu nước. Cái đoàn người tù mà lúc mà ở trong cải tạo á, thảm thê, tức là đói và khổ và đủ mọi thứ. Cái đoàn du mục ẩn vào gốc lê, chung quanh cây lá xung xuê, thế mà thiếu nước thảm thê đoàn người. Muốn sau tránh khỏi thảm sầu thì nên theo dấu cột beo về nhà. Sáu câu, bốn câu đâu, câu tiếp theo tôi quên, nhưng mà cái câu này còn ngay cũng dài này. Muốn sau tránh khỏi thảm sầu, tức là mình được đi ra ngoài quốc rồi đó, là mình đừng có ở cái đất nước người ta trông như vậy đó. Như hồi nãy tôi nói đó, như nước Mỹ nó chẳng hạn, nó chỉ bề ngoài một cái thời gian nào đó nó cũng khổ khổ lắm. Mà cho nên Thanh Mẫu mới nói là muốn sau tránh khỏi thảm sầu, ngài dùng cái chữ thảm sầu tức là mình là biết cái hậu quả nó rất ghê, thì nên theo dấu cột beo về nhà. Cái bài này á là thì tất cả như là của dùng cái bài hồi nãy của Đức Trần Quang Khải đó, bài này đời của Thanh Mẫu, là mình ở đây thời gian để mình thấy tình hình nó không được yên ổn như vậy hoài, thành nên mình phải theo dấu cột beo về nhà. Không phải một mình mà mình đi ra về lại quê hương của mình, còn là có anh hùng hào kiệt cột beo mà là về nhà đó, vậy đó. Béo là anh hùng hào kiệt, là anh hùng mấy thanh niên này đúng không? Vâng, đó. Cọp đó chứ, mấy anh cọp, không có mình. Cọp. Cọp với béo ngồi đó kìa đó. Về nhà đó là về Việt Nam á.